tiếp theo ha. Hôm trước là chúng ta đã làm tới cái bài số 15, câu số 10, đoạn kinh số 15, thì chúng ta làm tiếp đoạn kinh số 16. Na hằng khikawe anyang e kathamam pi samanupasami ye na anupanno wa kamacchando nupacchati upanno wa kamacchando ahiyati yathayi tang khikawe asufa nimittang khikawe yoniso vanasikaroto anupanno chê quá ca mắc chanh đồ nức bách cha tí ức bà nô chá ca mắc chanh đồ ba hì gia tì tí. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác nữa mà bằng pháp ấy. Kamacchando nó là tham dục ha, tham dục. Anuppanno tham dục chưa sanh, thì nuppacchati tham dục chưa sanh thì không sanh. Tại nhiên cái chỗ này á, suy nghĩ á, thì nó lại có một cái điểm nó rất là mắc cười. Có nghĩa là ở người Việt mình á, thì không với lại vô nó là một, sanh với sinh nó là một. Thì cái không sanh với cái vô sinh á, thì theo trên bề mặt cái ngữ nghĩa á, thì đáng lẽ ra nó phải như nhau. Nhưng mà nếu như mình không thể là mình dùng cái từ vô sinh được, chưa vô sinh được. Tại vì sao? Phật giáo mình á, vô sinh thì nó đồng nghĩa với niết bàn, hoặc là một cái trạng thái nếu mà tham dục mà nó vô sinh, có nghĩa là nó không còn khả năng sinh khởi nữa, vĩnh viễn không còn sinh khởi nữa. Mà tham dục mà không sinh khởi nữa thì nó chỉ có ở vị thánh tam quả A-na-hàm. Cho nên á, ở đây thì mình không thể dùng cái từ vô sinh, mình phải dùng cái từ là không có sanh, không sanh khởi. À, không sanh khởi đi. Định không dính dáng gì hết, nhưng mà khi mình đọc tới cái đoạn này thì nó liên quan, suy nghĩ tới cái chuyện mà cái chữ của cái nghĩa vô sinh thôi. Thì không sanh khởi. Rồi. Nupacchati upanno va kamacchando pahiyati tham dục đã sanh thì biến mất. Như là cái Phikkhawe thì mình có thể mình lược bỏ đi cũng được, tại vì cái văn Bali thì đôi khi nó hơi khác cái văn mình. Hoặc mình để là như là này các tỳ kheo, hoặc là này các tỳ kheo như là này các tỳ kheo như là Asufa Nimittang. Cái chỗ này là cái sư muốn bàn, sư muốn chúng ta sẽ nói một chút xíu. Cái Asufa Nimittang có nghĩa là cái tướng, nếu như mà mình hiểu về cái mặt ngữ nghĩa đó, thì nó là những cái tướng gì mà nó không có đẹp, những cái tướng nó xấu hoặc những tướng nó dơ bẩn, thì mình là Asufa Nimittang. Đây, chúng ta sẽ qua chú giải để coi cái Asufa Nimittang này đó là họ nói như thế nào. Thì ngoài cái nghĩa là nó xấu, nó không thoải mái đó,
thì ở đây nó còn có ý nghĩa là tử thi nữa quý vị. Đây này chú giải nó rõ, cái này là nó là 10 đề mục tử thi chứ nó không phải là cái những cái hình sắc mà xấu ha. Chứ không phải là bây giờ mình không thích ăn, mình không thích ăn củ cải thì mình đem cái củ cải đó, thì cái củ cải đó đối với mình là cái át xú phá, rồi mình đem cái củ cải đó mình ra mình cứ nhìn nó hoài mà tham dục nó biến mất thì chuyện nó không xảy ra. Cái đó nó chỉ làm cho tâm sân nó tăng trưởng thôi. Còn cái át xú phá mà để nó là một cái đề mục tu tập á, thì nó phải là 10 đề mục tử thi. Thành ra nếu như mà ở đây á, mình dùng cái từ là bất tịnh tịnh tướng hoặc là tướng bất tịnh thì nhiều người họ sẽ nghĩ tới những cái mà nó dơ xấu, cho họ hiếm ai mà liên tưởng tới 10 đề mục tử thi. Ví dụ như mình quán cái đống rác thì nó cũng là bất tịnh, rõ ràng một đống rác cũng là bất tịnh tướng. Nhưng mà cái bất tịnh tướng mà để ở trong cái danh từ cái gọi là cái từ truy thuật ngữ của Phật giáo mình thì nó là 10 đề mục tử thi. Thành ra ở đây mình có thể mình thêm cái chú thích đó, là 10 đề mục tử thi, thì chính cái 10 đề mục tử thi này nó mới có tác dụng mà nó diệt trừ tham dục. Rồi đoạn sau thì nó y như cái đoạn trước thôi. Rồi, này các tỳ kheo, chê quá, chê quá, Yoniso Manasikaroto, nếu như lý tác ý thì Upanno Kamachando Nupachati, tham dục chưa sinh thì không sinh khởi. Để cho nó sinh với xanh cho nó giống nhau đi, lỡ rồi không sinh với vô sinh nhìn nó khác nhau, không sinh khởi rồi tham dục đã sinh thì biến mất. Thì nói về cái thì 10 cái đề mục tử thi á thì sẵn thì quý vị ghi luôn ha, ghi luôn. Mười là một tử thi. Là tử thi mới chết. À, thứ hai là tử thi bầm tím. Thứ ba là tử thi chảy máu. À, thứ tư là tử thi chảy mủ. Thứ năm là tử thi bị đâm thủng. Thứ sáu là tử thi có giòi. Bảy là tử thi bị chặt đứt. Thứ tám là tử thi bị cắn xé. Thứ chín là tử thi rời rạc. Thứ mười là tử thi còn bộ xương. Chỉ khi nào như
Chỉ khi nào mà mình quán 10 cái đề mục tử thi này đó thì nó có cái đặc tính là đối nghịch lại với tham dục, và nó có tác dụng nó trừ cái tham dục. Tuy nhiên nó có một cái điều khó đối với việc quán tử thi là như thế này. Thứ nhất là quý vị quán qua cái hình ảnh internet bây giờ, mà quý vị tìm những cái hình ảnh tử thi á, quý vị quán không có tác dụng. Muốn biết tại sao nó không có tác dụng á, quý vị hỏi mấy cái anh mà ảnh từng tiếp xúc cái tử thi thực tế rồi đó. Ví dụ như là những cái anh ở làm ở trong nhà xác, hoặc là những cái anh công an mà ảnh hình sự chẳng hạn như vậy. Cái cảm giác mà mình đối mặt với một cái tử thi thực tế đó nó khác rất nhiều so với thông qua hình ảnh, thậm chí ngay cả người thân mình mất đó. Khi cái xác nó ở đó, đương nhiên là mình bớt đi cái chuyện mà mình sợ ma, nhưng mà tại vì đó là xác người thân, nhưng mà ngay cái xác ở đó đó, cái cảm giác mình nó cũng khác rất nhiều so với cái chuyện là mình nhìn một cái xác thông qua hình ảnh. Cho nên á, cái đề mục tử thi này nó bắt buộc là mình phải từng nhìn thấy một cái tử thi, từng nhìn thấy một tử thi có thật, chứ nó không thể nào là một cái tử thi mà thông qua hình ảnh được. Cái điểm lưu ý thứ hai đó là dù cho chúng ta quán tử thi thì cái mục đích của việc quán tử thi này đó nó để diệt trừ cái tham dục. Thành ra ngay cả đó là một tử thi thì chúng ta vẫn không thể quán tử thi khác giới tính của mình. Ví dụ như mình là người nam, mình khuynh hướng giới tính của mình là thích người nữ, thì mình không được quán một cái tử thi nữ. Mình là người nữ, khuynh hướng giới tính của mình là thích người nam, thì mình không thể quán một cái tử thi người nam. Tại vì dù đó cho đó là một tử thi á, nhưng mà khi mình quán về một cái tử thi khác giới tính thì tham dục nó vẫn sinh khởi. Cho nên ở thế gian nó mới có một cái tình trạng gọi là một cái triệu chứng là mình yêu thích tử thi. Có những người họ có một cái khuynh hướng tâm lý là họ yêu thích tử thi, đó là do họ tiếp xúc với tử thi nhưng mà lại là cái tử thi nó phù hợp với khuynh hướng giới tính của họ. Cho nên khi mình quán tử thi, ví dụ như mình là người nam mà khuynh hướng giới tính của mình là mình thích người nữ thì mình phải quán tử thi người nam. Còn mình người nữ, mình khuynh hướng giới tính mình là mình thích người nam thì mình phải quán tử thi người nữ. Thì như vậy đó nó mới có hiệu quả. Và một cái nữa là mình cũng không có nên quán cái tử thi người thân của mình. Mặc dù là mình đã từng thấy người thân mình qua đời đó, nhưng mà cũng không nên. Tại sao? Tại vì người thân của mình á, thì thứ nhất là nó gần gũi cho nên là mình không cảm thấy cái sự ghê sợ. Rồi đối với người thân thì có khi á, là mình nhiều người họ bạo gan thì họ còn tắm rửa rồi tẩm liệm, phụ một tay họ tẩm liệm cho người thân. Thì cái chuyện mà mình xúc chạm vào một tử thi á, nó cũng khiến cho mình không có quán được. Tại vì nó giống như nó lờn á, đụng vô tử thi rồi đụng riết nó lờn nó quen. Và sư cũng rất là mong mà một cái đến một lúc nào đó mình có cơ hội mà mình tiếp xúc với một cái tử thi có thật, thì nhờ như vậy cái sự quán này nó mới có tác dụng. Còn cái này thì mình chỉ nói ở trên mặt ngữ nghĩa, nói với nhau cho vui thôi. Rồi hôm vừa rồi đó, sẵn đây thì sẽ nói luôn về cái vấn đề mà chúng ta diệt trừ cái tham dục này. Tại vì cái trong giới hạn bài kinh này thì Đức Phật chỉ nói về cái 10 đề mục tử thi thôi, nhưng mà không có nghĩa là ngoài 10 đề mục tử thi thì mình không còn một cái phương pháp nào khác để mà mình diệt trừ tham dục. Mà cái kẹt nhất á, là mình chỉ đọc có một hai bài kinh rồi mình đem nó ra mình coi nó là cả một cái thế giới, rồi toàn bộ những cái bài kinh khác mình bác hết. Tại chỉ đơn giản là mình chỉ đọc đúng mỗi một bài kinh thôi. Ví dụ như ở đây
Mình dịch rất là rõ ràng này, các tỳ kheo ta không thấy một pháp nào khác nữa mà bởi pháp ấy tham dục chưa sinh thì không sinh khởi, tham dục đã sinh thì biến mất, như là bất tịnh tứ, là như là mười đề mục tử thi. Rất dễ dẫn đến cái chuyện chúng ta hiểu lầm là chỉ duy nhất một cái pháp là mười đề mục tử thi mới có khả năng diệt trừ tham dục, ngoài ra không còn một pháp nào khác nữa có khả năng diệt trừ tham dục. Mà mình nên hiểu là mỗi một bài kinh Đức Phật thuyết cho hàng tỳ kheo hoặc cho cư sĩ thì còn tùy thuộc vào cái bối cảnh của bài kinh đó mà Ngài thuyết. Ví dụ như Ngài ra Ngài gặp người nông dân thì Ngài không, thì Ngài phải dùng những cái hình ảnh của nhà nông thì người nông dân mới chịu nghe. Ngài ra Ngài gặp một cái anh họa sĩ thì Ngài phải dùng những cái hình ảnh liên hệ đến họa, hội họa thì ảnh mới nghe. Cũng như vậy, cái đối tượng mà Đức Phật nói ở trong bài kinh này thì Đức Phật xét thấy Ngài nói về 10 đề mục tử thi nó phù hợp. Cho nên chúng ta hiểu, phải hiểu đây là một sự lựa chọn, chứ đây không phải là tất cả, là ngoài cái 10 đề mục tử thi này ra không còn bất kỳ một pháp nào khác nữa thì nó không đúng. Tại vì còn trong rất nhiều bài kinh khác, Đức Phật đề nghị những cái phương pháp khác cũng diệt trừ tham dục. Mà hôm rồi, sẵn đây xin nói hơi ngoài lề, cái người liên quan thì họ nghe, họ biết. Thì có một cô cũng nhờ sư giúp đỡ cho một cái cô gái còn trẻ mà cổ bị cái hội chứng là mình ám ảnh về cái tính dục mà nó không có lành mạnh. Nhưng mà sau khi mà sư suy xét, sư tìm hiểu kỹ và thì sư thấy như vậy, cái mức độ ám ảnh của cổ là nó thuộc cái hạng nặng chứ nó không phải thuộc hạng nhẹ. Thì đối với người mà hạng nặng thì mình phải có thuốc đặc hiệu, còn hạng nhẹ thì nó dễ xử lắm. Mà đối với người mà hạng nặng như vậy đó thì cách tốt nhất của họ là họ phải sống một đời xuất gia, thì nó một cái đời, cái chuyện rốt ráo. Còn nếu như mà cô đó mà cổ ngoài đời á, thì nếu như mà cổ không có những cái phương pháp mà đặc hiệu để mà đối trị lại với cái tình huống của cổ á, thì rất dễ dẫn đến cái tình trạng là cổ tạo điều kiện cho người ta phạm pháp. Mà chuyện đó là chuyện rất có thể xảy ra nếu như mà mình để cho cái tâm tham dục đó nó phát triển một cách lớn mạnh. Tại vì quý vị đã thấy rồi, cái tham dục á, khi mà mình nuông chiều nó thì nó sẽ càng lúc càng lớn. Mà đến một cái lúc mà nó lớn mạnh rồi đó thì mình bất chấp tất cả để mà mình thỏa mãn cái tham dục thì nó một điều rất nguy hiểm. Mà cái gọi là cái thuốc đặc trị á, thì không phải ai cũng làm được. Bởi vì sao? Bởi vì nó đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất là lớn, một cái sự hy sinh rất là lớn, một cái sự cố gắng, một cái sức mạnh tinh thần rất là lớn, đồng thời cũng cần có sự hỗ trợ của thầy bạn. Mà trong khi đó, cái khả năng mà online á, cái khả năng hướng dẫn online thì nó rất hạn chế. Thành ra là phải nói là sư, hầu như là sư không giúp gì được gì nhiều, mà sư chỉ đề nghị một vài cái phương pháp thuộc dạng đặc trị. Nhưng mà sư nghĩ là chắc rồi cũng để qua một bên thôi, chứ còn chắc cổ cũng không xài nổi phương pháp đó. Đó là gì? Thứ nhất là mình phải bỏ đi cái thói quen nuông chiều bản thân. Đó là mình không có, mình bỏ đi cái chuyện, nếu mình nói về chuyện ăn á, thì chỉ ăn lấy no thôi chứ còn không có ăn ngon. Cố tình mình ăn những cái thứ chỉ để lấy no thôi. Ví dụ như mình trộn lẫn đồ ngọt, đồ mặn, đồ chua, mình trộn lẫn vậy đó, rồi vừa chè vừa chảo mình trộn, rồi mình ăn thì nó không có một chút xíu mùi vị gì hết. Ăn chỉ để no. Về mặt á, mặt chỉ để che thân, chứ mình không có ý là mình lựa chọn đồ
là cũng không có cái vụ mà bỏ luôn cái vụ trang điểm. Thì nhờ như vậy á, nó là những cái, mặc dù nó là những cái pháp ở bên ngoài thân mình, nhưng mà nó là những thứ nó hỗ trợ rất là tốt đối với cái trường hợp mà mình cần cái dạng đặc hiệu, cần như vậy. Rồi cái người mình tiếp xúc thì không nên tiếp xúc với những người dễ thương, những người mà sức dầu hoa mà thơm phức, rồi những người mà đẹp thì cũng không nên tiếp xúc. Cái hạng người mà mình nên tiếp xúc là những cái người thô lỗ mà hiền nha. Quý vị phải phân biệt rõ, có những người thô lỗ mà họ ác nó khác, còn những người họ hiền nhưng mà cái cách ăn nói của họ nó cọc tính, nó không có dễ thương. Mình cần có những cái pháp ở bên ngoài nó hỗ trợ như vậy. Thậm chí phải nói cái chỗ ở của cái người mà nặng về tham dục, nó không nên là một cái chỗ đẹp, nó không nên là một chỗ đẹp, mà nó phải là một cái chỗ không có gì đáng ưa hết. Đồ mà mình xài đó là mình gọi là mất không tiếc, nó là nó không có gì đáng để thích thú, thì như vậy nó mới có tác dụng, nó mới có sự hỗ trợ. Và trên tinh thần mà mình tiết chế hết tất cả những cái thứ bên ngoài như vậy, mình mới đi làm tiếp một việc, đó là mình thu thúc các căn lại, mắt bớt nhìn. Tại vì mắt mình nhìn á, tham dục mình mạnh là mình nhìn thế nào mình cũng toàn chú ý tới những cái gì nó kích thích cái tham dục của mình thôi. Mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi, lưỡi bớt nếm, rồi thân bớt xúc chạm, ý bớt suy tư. Mà những cái đó sư sinh hỏi chứ người nam dễ làm, chứ còn người nữ làm sao mà làm. Thành ra phải nói là cái sự giúp đỡ nó rất là hạn chế. Và sau đó thì cổ có đưa ra một vài cái đề mục quán tử thi. Thì sư phải nói là bây giờ thì không trâu thì bắt chó đi cày thôi, có nghĩa là mình không có một cái tử thi có thật thì thôi, thì mình ngó ở trên mạng, ngó qua hình ảnh thì nó cũng đỡ được chút xíu, nhưng mà nó một cách đúng đắn thì nó không hiệu quả. Mà cái phương còn còn một cái phương pháp nữa, đó là chúng ta quán 32 cái thể trược, nó cũng gần với 10 đề mục tử thi. 32 thể trược thì nó cũng có tác dụng mà nó đối trị lại với cái tham dục. Nhưng mà khi mình quán 32 thể trược á, thì mình cũng cần đến nơi mà có một cái vị thầy có đủ cái năng lực hướng dẫn, chứ không phải là mình tự ý mà mình thực hành. Tại vì có những cái phương pháp quán như là 32 thể trược, cái chuyện này nó từng xảy ra là có người họ quán riết rồi đó, họ gớm quá rồi họ đi tới cái chuyện là họ tự hủy hoại cơ thể của họ. Cho nên là cần phải có vị thầy gần gũi giám sát. Mà người nữ thì thôi là sư không dám chứa rồi, người nữ mà trẻ sư không dám chứa rồi, cho nên là nó kẹt đủ bề hết trơn rồi. Các sư muốn rồi bây giờ mình tổng kết lại ở trong cái đoạn kinh này là gì, đó là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo đối tượng mà Đức Phật có những cái phương pháp hướng dẫn khác nhau. Mà ở đây đó là Đức Phật hướng dẫn các vị tỳ kheo tu tập 10 đề mục tử thi để đối trị lại tham dục. Và quý vị cần phải biết rằng 10 đề mục tử thi này nó không phải là duy nhất, mặc dù ở ban đầu ở đầu cái đoạn kinh Đức Phật nói là này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác nữa, nhưng mà đó là đối với các vị tỳ kheo ở đó vào thời điểm đó. Rồi rồi cái như lý đắc ý thì hôm bữa đã nói rồi, là mình như lý đắc ý là mình tác ý, mình hướng tâm, mình suy tư về, trong trường hợp này là mình suy tư về 10 cái đề mục tử thi. Thì nhờ như vậy đó thì tham dục chưa sinh thì nó sẽ không sinh, mà tham dục đã sinh thì nó sẽ biến mất. Ghi luôn đi quý vị, ghi luôn bài mình, ghi luôn không như lý tạp ý.
cái vô thường thấy là mình ghi trong cái vô, trong cái vô thường thấy là vĩnh cửu. Vĩnh cửu trong cái khổ thấy là an vui, trong cái vô ngã thấy là có ngã. Trong cái bất tịnh lại thấy là đẹp. Hoặc mình có thể nói một cách khác mà nó văn vẻ hơn, đó là tìm cái trường cũ, tìm cái dài lâu trong cái vô thường, tìm cái lạc ở trong cái vui, tìm cái tôi ở trong cái vô ngã, tìm cái sạch, cái đẹp ở trong cái vốn nó là bất tịnh, bất mỹ. Hoặc cái lâu bền tìm. Thật sự mà nói thì khi mình nói thì cái văn nó nhảy ra tới cái hồn, mà mình gõ thì cái chữ nó biến mất tiêu. Tìm thì nó là không như lý tác ý. Còn cái như lý tác ý thì nó ngược lại, cũng là trong cái vô thường thì thấy nó là vô thường, trong cái khổ thì thấy nó là khổ, trong cái vô ngã thấy nó là vô ngã, trong cái vốn gì nó không có gì đẹp thì mình thấy đúng bản chất của nó cũng không có cái gì đẹp. Ở đây đó mình liên hệ tới một cái đoạn kinh mà cũng trong sắp tới thì quý vị cũng được học, có nghĩa là trong Phật giáo mình á, có ngài Thánh Tăng Tài Lộc Siva Lý á, rất là nổi tiếng. Thì bà mẹ của ngài á, mang thai ngài 7 năm 7 tháng lẻ 7 ngày mới sinh ra. Khi mà sinh bà đau đẻ đó, mà bà nghĩ là bà sẽ chết, đau kinh hồn, đau ghê lắm. Rồi bà mới trăn trối, bà nghĩ bà trăn trối, bà nói với ông chồng là bây giờ anh đi đến anh đảnh lễ Thế Tôn, nói là con những cái quên mất tiêu rồi bà tên gì, là con đảnh lễ đến Đức Thế Tôn. Thì khi mà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn ngài mới thấy là cái ác nghiệp năm xưa thì tới bây giờ nó cũng vừa đủ rồi, tức là nó hết rồi. Thì ngài mới chúc phúc là mong cho mẹ tròn con vuông. Thì sau khi mà ngài chúc như vậy đó, thì ở đây thì ngài Siva Lý ngài chui ra
khỏi thai bào được, chui ra khỏi được bụng mẹ. Thì biết hồi xưa ở đâu có cái vụ mà đẻ mổ như mình đó. Thì một cơn đau như vậy á, nó đau kinh khủng lắm. Mà suy nghĩ là nếu như mà quý vị mà đã từng là người mẹ, quý vị đã từng đau đẻ thì quý vị cũng hiểu được một phần nào cái cơn đau như vậy. Rồi khi mà bà làm lễ tra tăng á, bà cúng dường đến Đức Phật. Đức Phật hỏi như vậy đó, thì có còn muốn đẻ nữa hay không? Thì sư nghĩ là cái câu trả lời của bà y chang quý vị. Thì khi mà bà quay sang bà nhìn ngài Siva Lý, trời ơi nó dễ thương, thì bà nói là con đẻ 10 đứa như vậy con cũng đẻ nữa. Thì khi đó Đức Phật mới nói một câu như thế này: khi mà cái đau khổ nó đội lốt hạnh phúc thì chúng ta an ổn mà chúng ta chịu khổ trong đó. Tại vì bốn dĩ cái đau khổ nó đội lốt của hạnh phúc, và mình chỉ nhìn thấy cái hạnh phúc đó thôi mà mình không thấy nó là khổ. Quý vị đau đẻ, quý vị đau cỡ nào đau, chứ còn thấy nít nó bi bi bô bô rồi thế nào cũng đòi đẻ thêm đứa nữa. Thì nó là vậy đó. Thì trong cái bốn gì nó khổ mà mình thấy nó hạnh phúc đó, mình tìm ráng mình kiếm tìm cái hạnh phúc ở trong đó, thì nó là không có như lý tác ý. Mình phải nhìn rõ cái bản chất của nó. Cái ngọt của các cái dục ái ở trong thế gian này nó giống như là một chút xíu mật ở trên cái lưỡi gươm, mà mình liếm nó thì thế nào cũng đứt lưỡi. Nhưng mà chính vì một chút xíu cái giọt mật đó mà mình thoải mái, mình chịu khổ. Nó vậy đó. Thì khi mà mình thấy trong cái khổ mà mình ráng mình tìm sao đó cái lạc đó mà mình ráng mình cắn răng mình chịu á, thì nó là không như lý tác ý. Còn ví dụ như trong cái vô thường mình thấy nó là thường, tìm ráng mình tìm cái gì dài lâu đó ở trong cái vô thường, nó giống như cái thân của mình nó tới cái giờ tới lúc thì nó bắt đầu nó hư hoại, nó bệnh hoạn đi, đến cái lúc nó hoại rã mình ráng làm sao thấy cái tóc nó bạc rồi mình ráng mình đi dưỡng tóc, da nó bắt đầu nó xuống cấp rồi thì mình bắt đầu là mình đi mình dưỡng da, rồi bắt đầu là các thẩm mỹ các loại để mà mình che đi cái sự vô thường của cái tuổi già. Thì khi mà mình tìm, mình ráng mình kiếm tìm những cái gì dài lâu đó, trong thế gian vốn dĩ là vô thường, thì nó là không như lý tác ý. Rồi trong cái mà vô ngã thế ngã nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả thế gian này đó, nó đều là đồ lắp ráp hết, do duyên mà có rồi phải mất. Mà mình làm cái gì đi nữa thì mình cũng thấy là có cái tôi ở trong đó. Có nghĩa là khi bố thí thì là tôi bố thí. Hồi xưa chưa có học đạo á, thì tôi có nhà, tôi có xe, rồi vợ tôi, chồng tôi, con tôi, cái gì cũng có cái tôi ở trong đó. Mà hễ một cái gì mà gom vô có chữ tôi là mình khổ. Nếu mà cái nhà người khác mà nó cháy mình đâu có khổ, mà nhà mình cháy mình mới khổ. Con người ta nó hư mình đâu có khổ, mà con tôi hư nó mới khổ. Chính vì mình đem cái tôi ở trong đó nên là mình khổ đó. Mà bản chất của nó vốn dĩ là do duyên mà có. Nó là các thành phần lắp ráp. Duyên đến duyên thì tụ, mà duyên hết thì tán. Phước mình còn thì mình còn nhà, còn xe, còn chồng, còn vợ, còn con. Phước hết, duyên hết thì nhà đi, xe đi, vợ đi, chồng đi, con nó cũng khác. Không có cái gì mà nó còn hoài ở mình. Cho nên sư thường hay nói, quý vị nên nhớ một điều là cái gì cũng có giới hạn, cũng có hạn sử dụng hết. Từ cái bánh cho tới cái nhà, cái xe, cho đến những thứ mà mình gọi là nó trường cũ, như là con tôi, vợ tôi, chồng tôi, nó cũng khác. Cái người mình thương á, nó không có giống cái người mình cưới, mà cái người mình mới cưới nó không có giống như cái người mà mình cưới vài năm rồi.
cái người mình cưới vài năm rồi nó không có giống như cái lúc mà nó bắt đầu biết thương người khác. Để con mình lúc mới đẻ đó, nó không có giống như là cái lúc mà con nó bắt đầu nó lớn. Con nó lớn nó thương mình thương nó cũng không có giống như lúc mà bắt đầu nó biết thương người dân. Tới hồi nó biết thương người dân rồi đó, nó thương, tình thương của mình nó khác ghê lắm quý vị. Rồi tới hồi nó lấy vợ lấy chồng rồi nó thương mình kiểu khác nữa. Mà tới lúc mà mình không còn cái gì để cho nó nữa rồi, nó thương mình kiểu khác nữa. Mà trong khi đó mình cứ ôm vô cái của tôi, cái tôi ở trong đó rồi mình bắt đầu mình đâm ra mình khổ. Thì nó là không như lý đắc ý đó. Trong cái vốn dĩ không có cái gì của tôi hết trơn á, mà mình cứ đem cái chữ tôi vô trong đó rồi, thế là mình chìm trong đau khổ trong đó. Rồi trong cái vốn dĩ là nó bất mỹ bất tịnh, mình tìm cái đẹp là sao? Mình thử mình phóng to bất kỳ một cái thứ gì lên 100.000 lần, mình không thấy có cái gì nó đẹp hết trơn. Một cái bức tranh, một bức tranh mà mình phóng nó lên đây, tôi sẵn ở đây. Đây khi mình nhìn nó, mình nhìn thấy thì nó đẹp như vậy, nhưng mà mình thử mình phóng to nó không có cái gì hết trơn. Nó chỉ là những cái chấm 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 vậy thôi. Còn nếu mình phóng to hơn này, tại vì nó khả năng nó phóng nó không cho thêm, chứ phóng to ra thêm thì nó không còn gì hết trơn ấy. Thì toàn bộ cơ thể của mình nó cũng vậy thôi, nó đều là những thứ lắp ráp hết, và những thứ lắp ráp đó nó không có cái gì mà nó đẹp. Thử mà mình nói nó đẹp, mình có gan mình đừng có tắm, không tắm một ngày, hai ngày, ba ngày, coi mình còn còn dám mà mình hửi chính mình hay không, thì cũng mình không ấy. Cho nên trong cái vốn dĩ không có gì để xem nó là đẹp, nó là sạch sẽ hết trơn ấy. Mà mình ráng mà mình xem nó là cái kiếm cái đẹp ở trong đó thì nó không lý tá tí. Và tại sao mình thấy như vậy? Chẳng hạn như bây giờ quý vị nhìn cái con dầu ở trong đống phân, suy nghĩ là cái hình ảnh này thì nó hơi nặng, nhưng mà nếu mà quý vị học đạo, quý vị chịu khó quen, con dầu ở trong đống phân nó thấy đống phân nó là cả một thế giới đó, nó thỏa thích, nó sống ở trong đó, nó hửi cái mùi ở trong đó, nó nếm, nó ăn, nó lăn lộn ở trong đó. Mà trong khi đó con người của mình, mình nhìn như mình ớn muốn chết luôn, mà nó không biết ớn. Tại sao vậy? Bởi vì nó là con dòi, và cái suy nghĩ con dòi nó không giống suy nghĩ con người. Cũng vậy đó, loài người mình thấy cái này là đẹp, tay tôi đẹp, chân tôi đẹp, rồi mặt tôi đẹp, mắt tôi đẹp, mũi tôi đẹp, rồi cái âm thanh tôi hay, rồi cái người tôi nó thơm. Chứ nói thật chứ, trong kinh Tể Túc của Trường Bộ, chư thiên nó gớm cái mùi của loài người 100 do tuần. Cái mùi của loài người mình nó bốc lên cái 100 do tuần mà chư thiên họ phải né đó. Đối với hàng chư thiên, loài người mình nó gớm ghê lắm. Mà họ nhìn mình, họ thấy là một cái đống một lúc nhúc. Thọ thì chỉ có chừng 100 tuổi tối đa, mà trong 100 tuổi đó, nó khỏe mạnh thì chừng có vài mươi năm mà không hiểu làm sao nó vẫn mê được ở trong đó. Chứ đi họ nhìn mình lăn lộn họ gớm lắm, mà mình không thấy gớm. Tại sao vậy? Bởi vì mình là con người. Cho nên trong cái bốn dĩ, cái bản chất của nó không có gì là đẹp, là sạch. Mà mình ráng mình tìm cho bằng được cái để mình gọi là đẹp thì nó là không như lý đạo lý. Rồi xong ha. Rồi qua một cái thêm một đoạn nữa đi. Quý vị thấy là khi mà mình phân tích kinh điển ra đó, mình học Pali đó, thì nó mới có chuyện đó mà nói. Chứ còn nếu như mà mình chỉ cầm cái bản dịch Việt, mặc dù là các ngài chịu khó dịch như thế nào đi chăng nữa, thì cũng có một số điểm khó mà truyền đạt hết được cái ý, rồi mình cũng không có hiểu sâu. A hằng phi ca quê anh nhân e ca tham mầm tí sa ma nu pa sa mi ye na anu pa no wa pya pa do nu pa cha tí up pa no wa pya pa do pa hi ya tí ya tha di đằng phi ca quê
Meta che to wimuti metang pikawe che to wimuting yoniso manasikaro to anupano che wapya pado nupachati upano japya pado pahi yati ti. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác nữa mà bằng pháp ấy. Sân độc vì anupano wa pya padu nupacati chưa sinh thì không sinh khởi. Upanno wa pyapado pahiyati tham độc đã sinh khởi thì biến mất. Sinh độc à, xin lỗi. Như là này các tỳ kheo, đây cái chỗ mà mình cần nói thêm một đoạn nữa là mình lại cần phải nói metta che to vimutti. Metta thì nó dễ rồi ha, metta là từ, tâm từ. Nó khác mà bi nó khác nha, cho nên là đừng có mà mình thêm vô là từ bi là tầm bậy á. Từ tâm từ nó khác mà tâm bi nó khác á. Chê tô quý mút tí tô là tâm giải thoát. Ừ, chê tô thằng chê tá, nó là cái chê tá, biến thể của chê tá nè. Mà chê tá thì nó bằng với chít tá nè. Nó bằng với chí tá nè, tức là tâm bí mút. Nhưng mà cái này á, nó cũng là một cái từ chuyên môn, nó cũng là một cái từ chuyên môn. Thì cái bí mút tí này nó có nghĩa là trải ra, nó cũng có nghĩa là cái sự giải thoát. Cho nên á, thường mình dịch cái từ là chê tô bí mút tí á, là cái tâm giải thoát. Vấn đề ở đây là mình không thể dịch là từ tâm giải thoát được. Nếu mà mình gọi là từ tâm giải thoát á, như vậy cái giải thoát ở đâu trong cái chỗ này? Rõ ràng ở đây nè, nó rất là rõ, tức là lại tâm từ đến với tất cả chúng sanh. Vậy thì mình không thấy chữ giải thoát nằm ở đâu hết. Chê tôi muốn một tí cũng có nghĩa là về sự giải thoát của tâm. Trong cái cao nhất á, thì là nói tới cái trạng thái của một vị A-la-hán. Ở đây mình thấy ngộ rồi. Tại sao? Tại vì nếu như mà mình nói từ tâm giải thoát mà đó là tâm của một vị A-la-hán á, vậy thì đâu dính dáng gì tới mình. Cái đoạn kinh đâu dính dáng tới mình hết trơn. Tại một vị A-la-hán thì đương nhiên không cần sân rồi. Thì vị đó có rải tâm từ hay là không rải tâm từ gì nó cũng là câu chuyện của một vị A-la-hán, không dính dáng tới mình hết. Nhìn rốt cuộc tâm sân của tôi giải quyết sao? Quý vị hiểu vấn đề không? Nếu mà mình nói phải dùng cái từ tâm giải thoát, cái tâm giải thoát của một vị A-la-hán là chết. Mình là phàm mà sao mà xài tâm của vị A-la-hán được. Rồi thêm một cái nữa, trong thông thường thì nó sẽ còn liên kết tới cái tuệ giải thoát. Mình đọc đây là mình ngắt ngứ rồi. Nhưng mà có một cái đoạn in đậm nè, quý vị thấy không? Các cái ngài, những cái vị dịch giả là các cái vị tu sĩ lớn, sợ mình nhầm cái đoạn này nên cố tình in đậm ở đây cho mình thấy nè. Trong một cái ý nghĩa hạn hẹp á, thì đây họ không còn dùng cái từ là deliverance of mind nữa, mà họ dùng là boundless deliverance of mind, có nghĩa cái tâm vô lượng, tâm không có biên giới.
nó là cách nói khác của bốn cái vô lượng phần. Đó là gì? Từ bi hỷ xả, hay còn gọi là Brahma quý hà ra, có nghĩa là phạm trú, là bốn phạm trú, hoặc là mình còn gọi là bốn cái vô lượng tâm. Cho nên ở chỗ này á, cái chê tôi quý mút tí, mình không thể dùng cái ý nghĩa là tâm giải thoát được, mà mình phải dùng cái ý nghĩa là vô tâm vô lượng. Thấy chưa? Sư mà không làm bài tập thì cũng đâu có nghĩ tới cái này, cũng không biết cái vụ này luôn. Là mình cứ vậy mà mình phan vô Metta Cheto Quý Mút Tí, có nghĩa là từ tâm giải thoát đem ra giảng là thiên hạ chết, mình cũng chết. Rồi hồi người ta hỏi là tại sao mà tâm giải thoát, rồi cái từ tâm giải thoát là như thế nào, mình cũng ngất ngứ luôn. Đó, đi một vòng vậy mới biết là à, như là từ tâm vô lượng, đó là tâm từ vô lượng á. Rồi, ở dưới nha, tâm từ thì các tỳ kheo, nếu các ông như lý đắc ý thì sân độc chưa sinh. Như đắc ý đây phải đi, thì không sinh khởi, độc đã sinh khởi thì biến mất. Rồi, thì chính vì cái chỗ này là cái tâm tâm từ vô lượng này thì nó mới ứng với lại cái trong cái chú giải, đó là cái sự rải tâm từ đối với tất cả chúng sanh. Cho nên cái chỗ này nó không dính dáng tới cái chỗ giải thoát hết trơn. Thì á, tại sao cái tâm từ này thì nó gọi là vô lượng, tại sao tâm từ này nó là vô lượng? Bởi vì đó, nó có cái thằng sắp ba sắp tá này nè, có nghĩa là tất cả chúng sanh. Cái đối tượng của mình á, cái đối tượng của mình là nó không có giới hạn, cho nên á, là nó là vô lượng. Còn nếu như một số cái đề mục khác thì nó chỉ giới hạn đến một hai đối tượng nào đó thôi, một đối tượng thôi. Nhưng mà cái tâm từ này, bốn vô lượng phần này đó, là nó không có giới hạn đối tượng, đó đối tượng là tất cả chúng sanh, không có biên giới, không có bờ mé, mình không có phân biệt giới tuyến, là trong ngay cả trong quả địa cầu này, trong tam thiên đại thiên thế giới này không có, toàn bộ không có bờ mé, cho nên á, nó mới được gọi là vô lượng. Còn mà khi mình thương một người nào đó đó mà nó không phải là tâm vô lượng á, tại vì sao? Bởi vì mình giới hạn nó chỉ trong có một người thôi, mà chính bởi vì cái sự giới hạn trong một người cho nên nó là tâm ái chứ nó không phải là tâm từ. Thành ra những lúc đó mình nhìn, ví dụ mình nhìn cái đứa con của mình á, mình phải phân biệt rõ, mình nhìn nó bằng nhìn bằng cái tâm từ hay bằng cái tâm ái. Đa phần mình nhìn nó bằng tâm ái. Tại sao? Ví dụ mình thương nó, rồi ví dụ như sư xin lỗi, cái con mũi đang đậu, đang chích cái con của mình ấy, mình có thương cái con mũi nó hay không? Chứ nếu như mà mình là người tâm từ là mình thương luôn cả con của mình lẫn cái con mũi đang chích con của mình. Mình thương luôn cả cái ví dụ như là mình chạy xe, mình thương chồng mình mà mình thương luôn cái bồn nhí của chồng mình, thì cái đó mới là cái tâm từ. Chứ còn mà mình thương cái đứa này mà mình không thương đứa kia thì nó chưa gọi là cái tâm vô lượng được. Đó, cho nên quý vị phải nhớ, nó phải có cái thằng là sắp bá sắp tá, là tất cả chúng sanh,
Đó thì nó mới gọi là cái tâm vô lượng. Thì cái tâm vô lượng này thì phàm phu có thể làm được, tất cả phàm phu có thể làm được, loài người mình làm được hết đấy. Quan trọng của gì phải thực hành, thực hành sao đó mà chồng mình nó có bồ nhí mình vẫn thương luôn cả bồ nhí, thì cái đó là quý vị thành công đấy. À, thôi nếu mà không ai còn cái vấn đề gì nữa thì giờ chúng ta hồi hướng nha. Do sự phước báo mà chúng tôi đã làm từ đời vô thủy cho đến hiện nay, nên góp phần ủng hộ ba la mật hướng đến đạo quả giải thoát, nguyện cầu tam bảo từ trần độ, nguyện thoát ba tai nước lửa, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kiếp, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện nhìn tâm hợp giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi dục, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sở Tha Giá. A thu, A thu.